Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của khen ngợi. Lời khen có nghĩa là gì? Hình thức danh từ khen ngợi có nghĩa là một biểu hiện của sự khen ngợi. Khen ngợi hoặc ngưỡng mộ, nghĩa và động từ của nghĩa là để khen ngợi hoặc bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ai đó. Bạn có thể trả cho ai đó một lời khen hoặc khen ai đó hoàn thành công việc tốt. Mọi người đôi khi sử dụng cụm từ khen ngợi cho đầu bếp sau khi thưởng thức một bữa ăn ngon. Làm thế nào để bạn khen một ai đó? Đây là một những lời khen sẵn sàng để tự mình thử. Thứ nhất, bạn là một người bạn tuyệt vời. Thứ hai, bạn là một món quà cho những người xung quanh bạn. Thứ ba, bạn là một cookie thông minh. Thứ bốn, bạn thật tuyệt vời. Thứ năm, bạn có cách cư xử hoàn hảo. Thứ sáu, tôi thích phong cách của bạn. Thứ bảy, bạn có tiếng cười tốt nhất. Thứ tám, tôi đánh giá cao bạn. Làm thế nào để bạn đưa ra một lời khen chân thành? Thứ nhất, liên kết lời khen của bạn với một ai đó bạn thực sự cảm thấy. Thứ hai, sau đó suy nghĩ về lý do tại sao bạn đánh giá cao chất lượng đó. Thứ ba, hãy xác thực và cụ thể, không hyperbolic. Thứ bốn, thực hiện đúng, thậm chí những lời khen có vẻ là hời hợt, có thể làm cho một ngày của ai đó. Thứ năm, khen ngợi đặc điểm yêu thích của bạn trong lãng mạn của bạn. Một lời khen chính đáng là gì? Bạn có thể làm một ngày của ai đó bằng cách chia sẻ sự tích cực của bạn dưới dạng một lời khen chân thành. Nói với ai đó bằng một nụ cười rằng họ có đôi mắt đẹp hoặc màu sắc họ đang mặc dù phù hợp với họ cũng sẽ làm tăng cảm giác hạnh phúc của riêng bạn. Hành động khen ngợi tạo ra một vòng tròn đạo đức. Là một lời khen dễ chịu phải không? Dễ chịu là một từ trong những điều làm hài lòng. Khen được hầu hết mọi người coi là dễ chịu. Một ý nghĩa thứ hai đề cập đến một người lịch sự hoặc dễ chịu. Những người có cách cư xử tốt, khen ngợi, mỉm cười thường gọi được coi là dễ chịu hơn so với người hay la hét và chửi bới mọi lúc. Được thực hiện tốt một lời khen là gì? Vì vậy khi bạn nhận được một lời khen, hãy tin vào điều đó và xem nó là gì. Một cái vỗ nhẹ vào lưng, bạn đã làm một công việc tốt. Một người nào đó thừa nhận bạn vì điều đó và bạn đang nhận được một vinh dự được đánh giá cao. Phần khó hơn tất nhiên là học chính xác những gì cần nói cho một công việc được thực hiện tốt. Cảm ơn bạn. Làm thế nào để tôi đưa ra một lời khen chính đáng? Những bí mật của những người dành những lời khen tuyệt nhất. Thứ nhất, hãy khen ngợi ngay. Tin rằng lời khen đến chân thật hơn khi được giao sớm. Thứ hai, tập trung vào tiềm vĩ đại, không phải là nơi đó. Thứ ba, đừng bao giờ hỏi ai đó điều gì đó là thật. Thứ bốn, cố gắng tập trung nịnh nốt của bạn. Thứ năm, hãy khen ngợi bạn thật lòng và tích cực. Lời khen tốt nhất để tặng cho ai đó là gì? Đây là những lời khen tuyệt vời nhất bạn có thể cho và nhận. Thứ nhất, bạn không có gì hơn đặc biệt. Thứ hai, bạn là một những loại một. Thứ ba, bạn luôn là một người mỉm cười. Thứ bốn, bạn luôn ở đó vì mình. Thứ năm, bạn luôn nhìn thấy mặt tươi sáng. Thứ sáu, bạn sẽ làm bạn là một người mẹ, người cha xinh đẹp. Thứ bảy, bạn luôn tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời. Có lạ không khi khen một người lạ phải không? Cố gắng khen người lạ có nghĩa là bạn phải tiếp nhận thông tin và phản hồi rất nhanh. Chẳng hạn, bạn có thể chỉ có vài giây để lưu ý những gì họ đang mặc, giọng điệu họ sử dụng khi nói chuyện với con, hoặc có vẻ thoải mái đến không ngờ khi mọi người khác có vẻ hơi căng thẳng. Tại sao nụ cười của bạn đẹp? Đôi khi niềm vui của bạn là nguồn gốc của nụ cười, nhưng đôi khi nụ cười của bạn có thể là nguồn vui của bạn. Nụ cười của bạn sẽ mang lại cho bạn một vẻ đẹp tích cực, sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi ở gần bạn. Vì nụ cười của bạn làm cho bạn cho có một cuộc sống đẹp hơn. Nhớ subscribe hay đăng ký
để xem video kế tiếp. Cảm ơn.